Chào tất cả mọi người, mình là Goro MC. Hôm nay mình sẽ sinh tồn 100 ngày trong Minecraft ở thế giới Attack on Titan, sinh tồn siêu khó. Ở thế giới này có rất là nhiều người khổng lồ tấn công người dân. Đối với cái bất bách này á, thì nó cũng trong phim lắm, cho nên là mình cảm thấy nó ghê ghê sao á, nhưng mà không sao, thì nó cũng là Titan thôi. Còn bây giờ thì mình sẽ đóng vai trò với sức mạnh to lớn của Ackerman để đánh bại người khổng lồ. Diễn biến như nào thì các bạn đón xem hết video của mình nha. Nếu các bạn thấy video của mình hay á, các bạn đừng quên cho mình xin một like và đăng ký kênh nữa nha. Giờ gần đây thì mình thấy video của mình nó không còn được nhiều like như trước nữa, mình cảm thấy rất là buồn về việc này. Mình hy vọng video lần này các bạn sẽ bỏ ra 3 giây bấm like cho mình và đăng ký giúp mình để có động lực hơn nhé. Giờ thì cảm ơn mọi người rất là nhiều, chúc các bạn xem video vui vẻ nha. Thì mình được spam bon trước cái cổng của mình. Cái cổng này là cổng thành nha các bạn. Khởi đầu của mình đó chính là mình sẽ đóng vai trò với người là Ackerman. Và mình với vai trò này sẽ có sức mạnh như thế nào thì các bạn nhớ đón xem hết video của mình nha. Và nói cái gì thì nói, thì trước mặt mình có một đống rơm luôn, mình không trộm thì hơi phí. Mình đã có 54 cái khối rơm rồi. Bây giờ vấn đề là đồ đói mình không còn quan tâm nữa. Bây giờ thì mình đã có thức ăn rồi đó. Mình sẽ xem trong đây có mấy cái gì để cho mình loot không. Nhưng mà chắc không có gì đâu mọi người à. Đó chính là cái map của mình thôi. Hiện tại là bây giờ thì mình còn một ít gỗ nữa. Chắc mình sẽ lên đây lấy gỗ quá. Cái này nó chỉ là ở ngoài thành thôi các bạn, nhưng mà bên ngoài đây thì nó có mấy căn nhà nhỏ nhỏ nữa. Mình nghĩ là ngoài đây chắc là bị Titan chiếm hết rồi đó. Sau khi mình lấy gỗ xong, mình đổ ra thành mình chế tạo, rồi sau đó mình chế tạo cho mình một cái cúp gỗ để mình đi đào đá các bạn. Hiện tại là đồ gỗ thì mình cũng không cần thiết lắm, ở đây có đá thì mình đào luôn ha, không cần phải đi xuống hang nữa. Sau khi có đá xong, mình chế tạo cho mình một cái cúp đá và một cây rìu bằng đá nữa. Mình thấy là cái thành này cực kỳ cao luôn các mọi người. Nhưng mà giờ hiện tại là mình vẫn chưa thấy Titan xuất hiện. Titan thì nó chỉ xuất hiện vào buổi sáng thôi mọi người. Còn buổi tối và trời mưa như thế này á là Titan sẽ không xuất hiện nha mọi người nha. Mình có đi vào cái nhà nhỏ, mà vô đây thì chả thấy cái gì cả, trống trơn luôn, không có một bất cứ gì trong đây luôn mọi người. Còn bây giờ thì mình sẽ đào cái thành này ra để mình chui vô trong nha mọi người. Ở trên bản đồ của mình á, mình thấy trong đây có rất là nhiều ngôi nhà luôn, mà mình cũng không biết là ngôi nhà nó sẽ như thế nào đây. À, vừa mới vô cái thành nè, mà trước mặt mình nó có một đống sắt luôn các bạn à. Sau đó thì mình đào hết khối sắt này luôn. Như đến sắt thì đủ cho mình tha hồ mà gọi là chế tạo đồ cho mình rồi đó. Ở trời tối hôm nay thì mình sẽ đi săn cho có mấy con nhện này mọi người, để mình kiếm mấy cái tơ nhện á, cái sợi chỉ á, để mình có thể chế tạo cho mình một cái bộ dụng cụ để mình ngồi lên, sau đó mình học nghề. Và sau khi mình ngồi lên trên đó thì nó sẽ cho mình một bộ đồ mọi người. Mình giết từ nãy đến giờ 4 5 con nhện rồi mọi người, nhưng vẫn không có cái sợi chỉ cho mình luôn. Chả hiểu tại sao nữa. 4 5 con nhện nhưng mà không có một cái sợi chỉ ra cho mình, nó chỉ có mắt nhện thôi. Ảo ma thật. Đây là cái con nhện mình cảm thấy nó cực kỳ thông minh luôn mọi người, mà không biết là nó thông minh kiểu kiểu gì nữa. Tại sao nó không nhảy xuống nó cắn mình luôn đi mà nó còn leo leo xuống nữa mọi người. Thiệt tình luôn á. Ok, và cuối cùng mình đã có cái sợi chỉ rồi. Còn bây giờ thì mình sẽ vào đây mình chế tạo cho mình một bộ dụng cụ. Mình lên đó ngồi xong á, thì nó cho mình một bộ đồ. Bộ đồ này giúp mình có thể bay lượn được và tiêu diệt được Titan á. Còn những vũ khí bình thường thì vẫn tiêu diệt được, nhưng mà nó khó rất là nhiều các bạn. Nhưng tại hiện tại là trời tối cho nên là Titan vẫn chưa xuất hiện đâu. Hồi nãy thì mình mới đi tập luyện bay xong mọi người, nhưng bay rất là khó luôn á. Mình vẫn chưa điều khiển được cái vấn đề này các bạn à. Thật sự là cái bộ dụng cụ này rất khó điều khiển luôn. Bạn nào mà chơi thử bóc bách này đi, cực kỳ khó điều khiển. Đây là lần đầu tiên mình điều khiển cái này luôn á, cho nên là nó hơi bỡ ngỡ một tí mọi người. Nó đá cho mình một cái muốn bể cái đầu luôn à, muốn xét chết luôn á. Cũng là bộ dụng cụ tiêu diệt Titan đó, nhưng mà nó lạ lắm mọi người à. Mình không biết sử dụng cái này, trời ơi. Nó bay khó quá à, cho nên là thực sự mình cũng không biết giải thích sao nữa. Lần đầu tiên bay cái kiểu này nó cảm giác nó sướng thật sự luôn á, nhưng mà nó cực kỳ khó các bạn à.
Mấy con tiêu thần nó chạy rất là nhanh luôn á. Mình phải bay cực kỳ nhanh nha, không là chết đấy. Hiện tại thì mình đang tập bay, cho nên là mình nghĩ là mình nên ra config mod lại cho mình đó mọi người. Cái mod này thì mấy con Titan này nó mạnh quá, cho nên là mình cũng không biết phải giải thích làm sao nữa. Nó đá cho một cái thôi là muốn chết rồi các bạn à, còn đúng một team luôn. Cho nên là mình nghĩ mình sẽ ra config lại cái mod này cho nó dễ dễ tí mọi người. Sau đó thì mình có đi mai cho mình một ít cái quặng này. Cái quặng này nó có thể giúp mình chế tạo ra cho mình một cái khí ga, một có thể giúp mình bay được. Sau những ngày tập bay của mình á, thì cuối cùng mình đã bay được rồi các bạn. Mấy ngày trước thì mình đang đứng trên mấy nóc nhà để mình chém con Titan thôi. Cho nên là mọi người thấy đấy, những căn nhà như thế này nó bị con Titan nó phá hết luôn rồi. Mình tưởng là cái ngôi nhà này nó sẽ không phá được, nhưng mà ngờ đâu thì mấy con Titan nó phá được hết các bạn ơi. Bây giờ thì mình sẽ giết con Titan này. Con Titan này chắc cũng phải 15 mét đó mọi người, cao cực kỳ luôn á. Các bạn có thấy mình giết con này nó khó lắm không? Trời ơi, thực sự là mới biết bay á mọi người, cho nên là nó khó giết con này ghê luôn á. Chém hụt không à, cũng không biết phải nói sao cả. Nói chung là gà đi, chấp nhận cái gà của mình đi mọi người à. Trời ơi, bay bay lại nhưng vẫn không chém dính cái đầu của nó. À không, cái cổ của nó chứ. Bởi vì là cái con Titan này á, là nó có cái điểm yếu mọi người. Cái điểm yếu của nó nằm trên cái cổ á, sau lưng cái cổ nó cơ. Chém vô cái sau lưng nó thì chúng ta sẽ giết được nó thôi à. Đó chính là cái điểm yếu của nó nha. Và dần sau đó thì mình đã thành thạo được cách bay rồi mọi người. Và cuối cùng mình đã tìm được cách được giết Titan dễ dàng hơn một tí rồi. Lúc đầu thì mình không biết cách bay như thế này, cho nên là cái việc giết Titan thì nó hơi khó một tí cho mình. Nó cũng là bất lợi cho mình đấy. Tuy là mấy con Titan này rất là lớn và chạy rất là nhanh luôn á, còn mình phải chém vô cái cổ nó thì nó mới chết được. Cái con này nó phải mấy ngàn máu lận, rất là trâu. Cho nên là điểm yếu của nó chỉ có ở cái cổ thôi, chỉ cần một hit là nó chết rồi. Mình đang bay lên để mình chém nó mà ai ngờ đâu cái kiếm của mình nó bị hư rồi mọi người, cho nên mình phải sửa lại cái đã. Các bạn thấy không, hơn nãy giờ thì mình mới có cái thành tựu đó, chính là giết được 10 con Titan. Rồi cái số Titan mình giết được á là nằm ở góc bên trái mà bên phải mọi người, nằm bên dưới á. Sau khi giết 10 con Titan thì nó cho mình một bộ đồ như thế này nè. Mình có thể chế tạo thành bộ đồ cho mình mặc luôn, đó chính là bộ màu xanh như thế này nè mọi người. 10 giáp lận, nhìn cũng khá là trâu đấy. Sau khi mặc lên mình cảm thấy nó ngầu hơn cái bộ trước của mình. Cái bộ trước của mình thì nó phèn quá mọi người, nó không có cái gì xịn sò cả. Sau đó thì mình có chế tạo cho mình một cái mũ nữa và một cái giày để có thể mặc cho giáp mình nó trâu một tí, cho mấy con Titan nó không đánh tấn công mình được á. Mấy con này mình giảm sức mạnh của nó rồi, nhưng mà nó vẫn mạnh các bạn ạ, à, nó không hề yếu đâu nha, vẫn mạnh đấy. Còn bây giờ thì mình sẽ cho mọi người thấy sức mạnh của Kuro. Mình không còn gọi là cái người yếu đuối như ngày xưa nữa. Mới đầu vô của mình á là không biết bay thôi, còn bây giờ thì mình đã thành thạo được các bạn à. Và mấy con này đối với mình là rất là đơn giản luôn. Thấy gì chưa, thấy ghê chưa, trời ơi. Bây giờ mới gọi là Kuro Ackerman này các bạn, không phải là Levi nữa. Với lại là mình có cái kỹ năng của Levi các bạn, nói chung là sức mạnh của Ackerman á, cho nên là mình có thể gọi là bay lượn như thế này nè. Với lại là có thể gọi là chém xoáy được, chém như lốc xoáy vậy đó. Nhưng lúc này thì mình không có dùng đến các bạn, mà đến lúc sau thì mình sẽ dùng đến sau ha. Mình càng giết càng nhiều Titan nó thì nó sẽ cho mình khá là nhiều mấy cái vũ khí này nữa các bạn. Sau khi mình có vũ khí này á, mình chế tạo cho mình một cái ray shot này. Cái ray shot fire này nó sẽ giúp cho mình bắn được Titan đó, nên là mình cũng không biết nó mạnh hay không nữa. Chứ mình nghĩ nó cũng mạnh thôi, tại vì nó chỉ có 3 trên 3 đam thôi mọi người.
mà bắn lên cổ con Titan thì chắc là một viên là cũng chết thôi à. Bây giờ mình thử test nha mọi người nha. Ui trời ơi, mình thấy cũng mạnh đó chứ. Cái pha đầu tiên bắn hụt các bạn à, là cái này có thể bắn được 3 lần liên tục. Cho nên là lần thứ ba thì nó sẽ cho mình thành cái handle. Và cái handle này thì mình có thể chế tạo vũ khí khác được á, để giành luôn. Mình cũng không hiểu tại sao lại bắn hụt nữa. Cái con này nó không bắn được sao mọi người? Mình thấy không bắn được nó, sau đó thì mình có bay lên để mình giải quyết nó luôn. Trời ơi, làm tốn 3 viên đạn của mình. Cái vũ khí bắn tầm xa này khá là ngon các bạn, mà bắn cực kỳ mạnh luôn á. Mình cũng không biết là cho cái này bao nhiêu điểm, nó chắc cũng phải 10 điểm đấy, 9 trên 10 thôi. Vậy được rồi. Sau những ngày này thì mình có đi săn những con Titan, hiện tại là mình đã giết được 25 con Titan rồi đó. Mình cần phải giết được 30 con và 40 con và có thể là 50 con mọi người. Thì chúng ta sẽ nhận được thành tựu mới của Ackerman và tăng cho mình hai máu nữa mọi người thấy không? Mình giết được rất là nhiều Titan khác cho nên là sức mạnh của mình cũng khá là tăng lên rất là vượt trội rồi mọi người. Di chuyển cũng khá là đơn giản nữa và bay cũng khá là đơn giản nữa. Nói chung là nó không còn khó như lúc đầu các bạn à. Mình cảm thấy bây giờ mình điều khiển nó dễ hơn rồi đó. Mình có chế tạo ra cho mình một cái vũ khí như thế này, và vũ khí này hình như là nó cũng tấn công tầm xa đấy, nhưng mà nó như là một cái lựu đạn vậy mọi người. Nó như là một cái đại bác vậy đó. Ở trong thành của mình là xuất hiện hai con Titan này, mình chỉ cần ném vô một cái là chết hai con luôn. Mọi người công nhận cái này mạnh phết đó chứ. Nhưng mà sau khi ném thì nó mất tiêu luôn mọi người. Mình nghĩ là mình sẽ dành ít thời gian để mình có thể đi săn thật là nhiều những con Titan khác nữa các bạn à. Chứ bây giờ mình cảm thấy bay cái này cảm thấy rất là chill luôn á. Trời ơi, mình chưa có giờ cảm giác như thế này luôn á. Trời ơi, nó đã cực kỳ luôn. Lúc này thì mình đã giết được 70 con Titan rồi các bạn à. Thì mình có gặp Eren đây, sau đó mình giết Eren luôn. Và sau khi giết Eren xong á thì nó như thế này nè bạn. Nó không làm gì mình luôn. Và mình cũng không biết là nó bị lỗi hay là bị gì. Nhưng mà nó yên một chỗ các bạn à. Nó như là một cái tượng vậy đó. Mình dùng rất là nhiều cách luôn nhưng mà vẫn không giết được Eren các bạn à. Nó kiểu như là một cái tượng vậy đó. Sau đó thì mình có dùng cách này để mà có thể cho đánh nhau với con Eren thử. Mình thấy Eren đứng yên một chỗ thôi á. Mà cái con Titan khác lại mất máu các bạn thấy không? Nó như là bị dội ra vậy đó. Và sau đó thì con Titan nó lại chết. Thank you.
đây nè mọi người. Còn bây giờ thì mình sẽ thử nghiệm cho mọi người xem thử nha. Đây chính là Eren này. Sau khi mà giết Eren xong ấy, thì Eren tiến hóa thành người khổng lồ. Và sau khi biết người khổng lồ thì ông đứng như một cái tượng vậy đó, không làm gì mình luôn. Mình nghĩ đây là một cái gì đó nó lỗi mod thôi, nên là chắc là mình sẽ sửa lại sau. Ở trước cổng thành thì mình bắt gặp được Annie. Và Annie sau khi giết xong á thì nó rơi cho mình một cái tim tim các bạn à. Cái kim tim này á nó sẽ cho mình biết tiến hóa thành gọi là người Titan. Nhưng mà mình hiện tại là mình đang chọn của Aquaman, nên là mình không thể chích vô người mình được. Và mình cũng không biến hóa thành Titan được. Trời ơi. Nên là lần sau thì mình sẽ dùng cái cơ hội này để mà tiến hóa thành Titan cho mọi người xem thử nha. Và ok các bạn ơi, và chỉ sau 27 ngày thôi là mình đã giết được 100 con Titan rồi. Đó chính là được cái thành tựu mới. Và nó cho mình thêm cả máu nữa mọi người ạ. Máu của mình đang tăng dần lên. Và sau khi giết càng nhiều Titan thì chúng ta sẽ càng mạnh đó. Nó còn cho mình thêm những bộ dụng cụ có thể là khí ga. Và cho mình những cái kiếm khác nữa mọi người, để có thể giết được Titan nữa. Nhưng lần này thì mình chơi thì mình chỉ sinh tồn đến 27 ngày thôi. Với 27 ngày này thì nó cho mình làm Ackerman. Thì mình có thể giết được rất là nhiều Titan khác. Đó chính là cũng hơn 100 con Titan rồi đó. Mình nghĩ lần sau thì mình sẽ làm lại con bách này mọi người. Con bách này mình chơi thấy khá là thú vị luôn á. Trời ơi, bay rất là sướng và giết Titan cũng rất là thích nữa mọi người. Lúc đầu thì mình chơi thì mình không biết bay á, cho nên là nó cũng khá là nhàm chán thôi. Đối với những người biết bay và biết kỹ năng chém như thế nào á, thì mọi người cảm thấy rất là mạnh đúng không? Hiện tại là Ackerman thì không thể nào biến thành con Titan được. Cho nên lần sau thì mình sẽ làm lại mốc bách này ha. Và mình sẽ biến thành một Titan để giết những cái con Titan khác. Còn bây giờ thì tạm biệt mọi người nha. Hẹn mọi người trong video tiếp theo nha. Giờ thì bye bye. Chúc mọi người có một ngày tốt lành.